Bản tin COVID-19 tỉnh Vĩnh Long ngày 18 tháng 11 năm 2021. Từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2021, Vĩnh Long có 119 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 314 trường hợp nghi nhiễm cụ thể. 117 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại thành phố Vĩnh Long 32, huyện Long Hồ 7, huyện Vũng Liêm 12, huyện Tam Bình 3, huyện Trà Ôn 5, thị xã Bình Minh 58. 15 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long 7, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 2, Trung tâm Y tế Tam Bình 4, Trung tâm Y tế Bình Tân 2. 182 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại Trung tâm thành phố Vĩnh Long 8, Trung tâm Y tế Long Hồ 16, Trung tâm Y tế Mang Thít 17, Trung tâm Y tế Tam Bình 80, Trung tâm Y tế Bình Minh 44, khu cách ly trường cao đẳng Vĩnh Long cơ sở 3 17. Tổng hợp tình hình COVID-19. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 18 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2021, Vĩnh Long có 5.679 ca nhiễm đã công bố, 14 ca nhập cảnh, 5.665 ca cộng đồng và 314 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Tính riêng từ ngày 9 tháng 7 năm 2021 ghi nhận 5.564 ca. Trong đó, các ca đã công bố, số ca mắc cộng đồng trong tỉnh 5.357 trường hợp, thành phố Vĩnh Long 1.027, Long Hồ 1.199, Mang Thít 418, Vũng Liêm 235, Tam Bình 1.264, Trà Ôn 314, Bình Minh 572, Bình Tân 328. Số ca mắc ngoài tỉnh gồm những người đến từ Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, đến Vĩnh Long xét nghiệm sàng lọc và phát hiện 308 trường hợp. Trong đó, thành phố Vĩnh Long 159, Long Hồ 41, Mang Thít 24, Vũng Liêm 21, Tam Bình 21, Trà Ôn 11, Bình Minh 20, Bình Tân 11. Số ca nhập cảnh 14 trường hợp, số trường hợp cách ly tập trung F1 3.980, số trường hợp cách ly tại nhà F2 2.155, số trường hợp theo dõi sau cách ly tập trung 1.108, số trường hợp từ vùng dịch về 85. Số ca điều trị khỏi 2.935 trường hợp, ca nhập cảnh 14, cộng đồng 2.921, số ca tử vong 57. Tổng hợp tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, số tiêm trong ngày 25.818 đối tượng, cộng dồn 1.241.792 đối tượng. Số đối tượng đã tiêm mũi 1 753.677, tiêm mũi 2 488.115. Tổng hợp tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Số tiêm trong ngày 45 đối tượng, cộng dồn 88.849 đối tượng. Số đối tượng đã tiêm mũi 1 88.849. Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, đề nghị người dân hạn chế ra đường, không tập trung đông người và tuân thủ thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.